chào các bạn. Bữa nay chị Quý chị sẽ làm phụ bếp nấu món bún riêu nha quý vị. Đầu bếp chính đến từ Cầu U là đầu bếp Mixi Hiền nha. Mixi Tiền. Đó, bún riêu giò heo. Có này nè. Cô đang giờ đâm hay sao mẹ? Mình đi đâm. Lại mấy chị vô nấu. Đâm hết nhiêu đây chắc mỏi tay. Trời ơi. Xin giới thiệu với các bạn, một cái cục đen thù lùi này là cua đồng. Cua đồng băm nhuyễn. Băm nhuyễn, thấy công sức dữ không? Đầu bếp Tiền á, đầu bếp Tiền băm á quý vị. Đó. Cua đồng thì thấy mấy bạn có biết là để làm gì không? Là để nấu bún riêu đúng không quý vị? Đây. Hàng họ. Để nấu bún riêu. Bắp chuối nè. Bắp chuối bào nè. Rau muống bào nè. Mực. Mực này mình sẽ nướng sơ qua để mình xé cái mình bỏ vô trong cái nồi nước lèo quý vị. Đó. Giò heo. Giò này là giò heo chứ không phải là giò tươi. Đó. Đậu hũ chiên. Giá, ngò gai. Cà chua. Cái thứ mà không thể thiếu đó là bún. Bún có tác dụng gì mấy bạn biết không? Để hạn chế cái sức đồ ăn, cái sức mà ăn bún riêu của chúng ta lại. Nó cái này có cái này nó vô nó làm mình ăn bớt cái kia lại quý vị. Thấy chị Tiền. Đó. Dạ, bớt ăn mấy cái này lại. Nó bởi vậy tôi mua rất là nhiều. Nhưng mà cái này là bữa nay là của nhà chị của cái căn bếp vui vẻ nhà chị Quý làm chứ không phải của tôi như quý vị. Làm à quên. Còn cái này nấu bữa tiệc ngày hôm nay gồm có 5 người mà một cái mâm này để nấu bún riêu nè. 40 hộp thịt lợn, tôi không biết vậy có nghĩa là mỗi người ăn gần 10 hộp thịt lợn đi. Nó ăn đi rồi cho mập rồi ế chồng nè. Nó ăn thành hũ mắm mà. Trời ơi. Cua nhiều quá ăn ngọt chịu gì nổi trời. Chính xác. Cua này nhiều quá. Canxi quá chừng hay có chừa lại một mớ không chị? Để bữa nào mình nấu canh chua hay là gì đó. Hai bổ lộn hay nấu cháo cua đồng vậy đó chị. Đúng không? Nhiều lắm. Chứ nhiều quá à. Ngọt chịu không nổi, cái gì nước nhiều quá nó cũng không tốt. Mà bây giờ chị bắt nước nhiều, nếu mà chừa lại là nước nó bị nhiều nha. Thôi vậy thì chị bỏ hết luôn đi. Có gì nếu mà ăn không hết thì em cho nhà đi. Dạ. Yeah. Chị thấy cua nhiều cho lấy nước nhiều. Chị bỏ thêm nữa đi, vậy chị bỏ thêm đi. Làm hết luôn đi. Cái này một chút nữa mình nấu cho nó ra, là một chút nữa cái mình lấy mình lọc. Mình lọc mình bỏ cái xác, mình lấy cái nước ngọt của nó, cái mình bỏ trứng cho mình đánh. Cái gò thịt á. À. Bỏ trứng là tròn trắng trứng hay sao chị? Rồi làm màu đi. Cái gì cũng làm màu nó mới đẹp. Ngang của trái gấc nè quý vị. Đó. Mình để mình nấu vô trong bún riêu cho nó đẹp. Cái màu nó đẹp tự nhiên. Với trái gấc này để trị bệnh ha chị ta chị Tiền. Dạ. Chị Tiền mới vừa thông tin là cái hộp của trái gấc ngâm á thì sẽ trị bệnh nhức mỏi. Còn cái kia thì sai làm sinh tố. Cho con nít nó uống nó sẽ không có bị còi. Bị suy dinh dưỡng, kích thích tiêu hóa. Cái gì? Đó, tôi dặn nó sôi không? Dạ. Đó, bây giờ nó sôi rồi đó. Mình cua nó sôi rồi. Bây giờ mình sẽ lược ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lược để lấy cái nước nha các bạn. Đó. Ôi, thấm dữ à. Ôi, ôi, cái xác mình bỏ hả? Chà nó đi, lấy cái giá chà nó rồi đổ nó ra. Này là quá bậy luôn rồi nè. Cha sâu lên là lột liền. Hồi nãy đi về chị dặn lột giùm rồi, tưởng sao chưa lột luôn. Em không làm. Làm gì đây chị Tiền? Sắc ướp vô trong ướp vô trong mấy cái cua giò heo á phải không? Ừ. Dạ. Ướp cho mình gỡ nó ướp vô. Chà đại cái đó cho nó ra. Dạ. Cua nghi nghi. Bị gì cái đó cua nó bị chín rồi Nhi ơi. Chín quá phải không? Nó sôi lên là lượt được à. Cái này á nãy sai vậy á, ăn nước sống á xong rồi mình ăn cái nước mình. Nhưng mà ý chị Tiền là muốn cho nó ấm ấm nóng nóng sôi sôi chút phải không? Ừ. Nhưng mà không ngờ trong này lại để chín đến mức độ như vậy. Không biết nữa. Mới vừa xuất hiện trong căn bếp vui vẻ đó là chị Nhi. Chị tên Nhi, mình tên Như nha quý vị. Cười quý hà. Ai nói sẵn đây là quà của siêu đầu bếp Nhi nha quý vị.
đó, cam sành tại nhà. Để chị lên gói một cái cho giống người miền Tây nha. Nữa hả? À. Nói là tôi biết nè, tôi biết theo dõi tôi lắm mà. Lột vỏ còn the, thấy em còn nhỏ, anh ve để dành. Thấy chị Nhi, Quý Hà. Tới tuổi mà nghe nhỏ quá mà chị rửa lạch lạch. Đã người ta nói người ta ve để dành thôi. Đây, người miền Tây chính tông nè. Đó, tóc dài đen mượt, thẳng tới tóc. Ngồi cái tướng là tôi biết người miền Tây rồi. Đó, bây giờ siêu đồ bất cứu đang ướp giò heo. Nói chung là ai lăn xả vô bếp em đều kêu bằng siêu đồ bếp hết. Còn bà Quý, bả chỉ là ô xin. Có cũng được, không có cũng sao. Tại vì dạ, tại vì em thấy quay con mẹ cái gì, mẹ cũng hỏi tiếp theo mình sẽ làm gì, tiếp theo má, tiếp theo làm gì má. Bữa nay không có má thì bà đi luôn. Xong rồi đó. Dạ, thấy bà được quá nhẹ liệu hồn khác mà không hồi mình có ăn được không, liệu hồn cái chảo giò heo. Chảo giò heo này nó hơi bị ấy rồi, hơi bị nhiều. Nó hơi bị nhiều mà nó thiếu xả. Đó quý vị, tưởng tượng đi, 5 người. Đó, bao nhiêu xương đó, 40 trứng hụt vịt lộn, một rổ cam sành. Bởi vậy nói như sao mà ớm. Sao mà ớm nổi. Dạ, bên này chị Nhi đang miệt mài chà 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 chà. Đó, hồi nãy giờ mấy vị đang vô nó sức làm hai rồi trời. Rạn bán dữ ha. Giờ bán dữ hỉ. Rồi, giờ mình sẽ gỡ nó, cho nó vào trong tô. Cho nó vào. Cho nó vào. Ê, vậy là mình cái đỏ đỏ là mình ăn được có phải không chị? Ừ, còn cái hộp thì nó cái vị của nó là sao? Chua chua hay ngọt? Nó hơi chua chua. Nó hơi chua chua. Dạ. Siêu đồ bếp Tiền chuẩn bị. Kính thưa quý vị, siêu đồ bếp Tú đang nướng mực. Nước cái này nướng sơ sơ ra phải không? Sơ cho ngọt. Xong mình xé nhuyễn ra mình bỏ vô đó. Thôi sơ sơ gì nước đã chín đi, xong rồi mình xé nhuyễn thì mình bỏ vô bao tử hương. Em thấy cục Nhi chỉ nói cũng đúng. Bỏ vô thì trong cái nồi bún riêu thì cũng là mình ăn. Cũng ăn quá. Dạ. Mà bây giờ mình bỏ vô miệng mình trước đi. Cũng là mình ăn. Ha. Trong lúc mình chờ cái nồi bún riêu thì mình ăn cái này tráng miệng cũng được. Hợp lý ha. Hợp lý uống cái. Ôi, hôm nay biết hợp lý uống cái luôn. Trời ơi, ta lăn lộn ra chiến trường ta cũng phải nghe được vài câu chứ chị. Nói vậy, nói cái gì, nói thì nhiều. Làm không được. Uống thì không được nhiều, người ta cười biết bao nhiêu. Đây là cái hộp gấc nè các bạn, cái hộp gấc nhìn đẹp quá ha. Nhìn giống cục kẹo sô-cô-la, trí tưởng tượng mình phong phú thấy ghê chưa. À, nhờ vậy đó em mới được vậy đó, nhờ em tưởng tượng cái này là sô-cô-la mới được. Chị Tiền sẽ cho gấc vào. Tròn 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 cái vào heo. Vào cho nó vào đi. Vào rồi nè. Ồ nhìn giống tương ớt quá ha. Ồ cái màu nó đẹp kìa. Quá cực kỳ hấp dẫn luôn phải không? Dạ. Thôi kiểu này chắc thóc ế thiệt rồi. Đâu biết có khác. Đâu có cần kêu rút đôi đũa ra giùm chị. Chỉ cần nói rút đôi đũa ra là người ta làm liền. Ngay tức khắc. Này tới ớt chưa tới nè. Chết cha. Cục thịt còn sống. Dạ, lấy thêm đồ một ngọt phải không? Không có. Em lấy cờ no. Màu đẹp quá. Dạ, có không xài cờ no. Không xài cờ no. Thôi vậy hồi mình chặt nước dừa. Đúng rồi, dừa còn quá chừng cả. Ha, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Hấp dẫn không? Thôi khỏi đi, hồi mình thêm vô cái nước. Dạ. Cái màu đẹp. Đẹp hơn tôi rồi cái gì? Thấy không? Đâu dạ. Có cần màu mè, tôi ngon muốn riêu ở quán màu mè đâu không? Đó là màu không phải không? Chị gất không vậy đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Đẹp chưa? Đẹp. Đó, bây giờ bây giờ đập trứng vô đây. Quậy 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 rồi sẽ bỏ vô trong cái nước cua. Ơi, cái chừng giữa nghe. Để em quậy cho Nhi xé mực đi. Nhi chờ em Nhi. Em lại gần chị cưa đôi. Rồi em đánh vô chảo này luôn. Vô trong cái nước cua. Ủa cái còn cái này, cái nước này. Cái nước đó hồi nấu nước muối riêu. À thì ra là quậy. Còn cái này là chả phải không? Đây là chả cua ạ. Mắc cười quá à. Chị vậy chị quá sai lầm mà. Em là Em là em phải gấp một lần cho đáng. Vậy là sai lầm. Dạ. Chị nghĩ em yểu điệu và ngại ngùng thì chị đã sai lầm. Tạm thời tôi quay cái dĩa mực chứ không quay chị Nhi. Tại vì chị đang nhai mực.
Tạm thời tôi ít nói là tại vì tôi cũng đang nhai. Tôi cũng đang nhai luôn phải không? Bà Tiền lâu lâu có nhìn qua hai mình đứa ngậm một họng mà rau thêm là mình ăn không nổi luôn. Mà chị có thiệt chứ Nguyên Nguyên chị cũng đã từng nấu ở Sài Gòn luôn nha. Ủa chú cha. Nấu cuốn riêu. Nấu cuốn riêu bán hả chị? Chị nấu ở nhà hàng luôn. Trời ơi. Nhưng mà bị đuổi về. Hiểu rồi. Bị đuổi về mới có anh nấu ở đây ăn phải không? Chứ không làm gì tụi em có cơ hội phải không? Thì đó. Tay nghề phải làm sao mới được đuổi về quê chứ. Chứ không phải ai muốn đuổi là được đuổi rồi. Dạ. Cái này dạ. Chắc Nghi chắc vừa làm vừa ăn dụng của người ta hay chép với nguyên vậy. Liệu hay gì đây nè. Người ta lỗ á, cái con dao để kế cái bùn dừa mà người ta chỉ thấy cái bùn dừa không thấy con dao. Vậy mới hay. Đứng trong nặng, nói miết cái đa dạng dao nằm trên bùn dừa. Có chuyện nói với con chứ dạ. Không chuyện đâu nói. Cái này là mình lấy cái nước dừa để mình làm cái nước lẩu, nước bún riêu phải không chị? Dạ. Ok luôn. Xưa nấu mà bún riêu này bị đuổi từ nhà hàng về. Dạ đó, bây giờ chị vẫn không bỏ cái tập đó quý vị. Bây giờ vẫn tiếp tục đi nấu nồi bún riêu nữa. Dạ. Em nghĩ đây là lần đầu tiên là cuối cùng chị được nấu nồi bún riêu tại đây. Đó, bữa khác chị nãy ra sinh ra cái ý là chị nấu món khác thì chị tham gia nữa. Chứ còn chị nấu bún riêu là chị khỏi tham gia. Dạ, dạ. Nấu ở nhà hàng bị đuổi về em làm rồi nè. Dạ. Bây giờ về đây nấu tiếp nè. Dạ. Không có cột mà. Ta vượt lên chính mình mà. Chưa bao giờ chị Tiền chỉ bằng lòng trước số phận nha chị Nhi. Quý vị ơi, bữa nay đông vui lắm quý vị ơi kìa. Đó, chị kia, chị nọ, nhóc luôn. Có siêu đồ bếp ở Sài Gòn bị đuổi về nữa. Đó. Bữa nay đông vui bà cố luôn mà, nhỏ chủ nhà mất tiêu. Chủ vắng nhà khách bọc nuôi tôm hả chị hay sao? Cái câu thơ gì quên rồi. Chủ nhà gà mọc đuôi tôm. À vậy tụi mình là gà đó, tụi mình mọc đuôi tôm. Hèn chi tao nói rần nữa nè. Đâu tố nhơ nó đi tân gia. Cái gì chị, chó hả? Chó quý em tặng chị quý mà. Chó quý, chị quý mà. Không phải. Đâu có ăn nhân. Dạ. Đâu có hả? Mùa. Đừng có nói cái từ mưa. Cái gì? Chó đẻ. Chó đẻ. Dạ, chó người ta đẻ chó em xin. Chị bữa nào xin với chị đi coi. Đổ trao đổi. Chị muốn xin là được à. Đổi cái gì với chị? Hả? Đổi cái gì với chị? Ai biết cơ. Để em suy nghĩ lại. Dạ để em suy nghĩ cái em lấy cái gì cho nó chứ nó xứng đáng với hai con chó đó. Như giờ quan trọng nhất là gì muốn đổi tôi biết Như. Vậy. Đừng có sốt tôi nghe tôi biết sắp nói cái gì đó. Không có sốt đâu mà. Không, tôi không cần biết. Một cái quan trọng nhất bây giờ Như cần là cái kia. Quỷ Hà. Quỷ Hà, người ta ăn miếng mực mà mắc xương nè. Đó quý vị. Bạn thân của tôi không mà đối xử với tôi vậy đó. Sỉ nhục tôi. Không có lối thoát luôn. Chứ gì em được hả Tú? Để thì bác mất máy. Cái nồi xa xa đó quý vị. Cái nồi đó là đang hấp cua. Vậy hai con chó thì chị giữ thì kiếm cho Kim cá tri tượng. Cá tri tượng hả chị? Dạ, được rồi, để em về em hối thúc con chó nhà em mới đẻ chị. Dạ. Đó quý vị. Bữa nay sum họp quá, đông vui quá. Đang làm cái gì nữa đó chị Tú? Lấy thêm nước cua nữa hả? Bữa nay cua nhiều quá nó đặc có quý vị, lượt khó thấy bạn. Ta nói ai cũng là đầu bếp hết, mỗi người một ý thì nó rần á. Như tôi vậy là không ai dành với tôi hết á. Dạ, không ai biết xài, có mình tôi biết xài à. Dạ. Đừng có nói dân quê mình không biết xài điện thoại nghe. Mỗi lần một cú điện thoại là cái cạc 50 chứ không phải chơi đâu à. Nó, người ta mới nói chuyện nãy giờ có 20 phút điện thoại rồi đó. Chưa có nấu sao ăn con. Trời. Thì con để em chơi bà Út đây con. Đó, con chó của tôi dễ thương quá. Ai cũng thích hết trơn hết trọi á. Gửi em bà Út nha. Bởi giờ vậy chủ làm sao chủ làm sao là chó nó vậy ai cũng thích như, hết trơn hết trời á. Chịu dễ Như chó. Dạ. Như đẹp lắm á. Thôi con chó của Như hai hai nói thiếu từ ngữ thì cái tình á uống nu à xù vậy đó. Con được con cái á, một con hiền một con dữ, một con hay giận còn một con vô tư. Có học lộn mới
Có hột lộn kìa. 40 kìa. 40 thịt lộn kìa. Không, ý nhất là luộc có chừng ngày. Trời ơi, Quý nó mua cho ăn hoài chị ơi. Cho ờ, cây chó hả? Ờ. Trời em nói hả? Chị Quý chỉ làm sao là chỉ nuôi chó y như vậy đó. Ờ. Hồi đó chỉ nuôi con chó rồi sao mà con chó nó bị chết vì lý do gì chị biết không? Chị mở bao tim. Gửi từ Sài Gòn chuẩn bị chưa chuẩn bị bỏ thịt vô trong nồi nước dừa nha quý vị. Nó ấm ấm mình thả vô là được. Ủa, ấm ấm là mình bỏ vô hả chị? Tại sao phải ấm ấm mà không phải là nước sôi? Tại vì chị không thích để nước sôi. Dạ. Còn theo em á thì em dự đoán là em sợ nước nó sôi chị đổ cái cách vậy nó văng lên mặt bị phỏng chứ gì hết trơn á. Đó, coi đó. Chị tem mạt đồ có người đóng hết thì cưng. Nửa hình nữa. Không sao. Vậy là sai lầm. Cũng không sao em. Không, vậy là sai lầm hả chị? Khi mà tem mạt nó đóng rồi chị càng phải đẹp đó. Không sao hết trơn. Đó, từ từ thôi chị. Em chưa có đóng nha chị, từ từ à. Em chưa đóng cho nên em né né thôi. Cái nước cua nè quý vị, cứ đổ vô đi cho nó ngọt. Tại cua nhiều lắm mà, phải không đầu bếp Tiền? Rất là nhiều. Hôm nay mình nấu cái lòng bún riêu tới cả 3 cái cua. Đó. Bởi vậy nấu như vậy, người ta bán lỗ, người ta đuổi về phải rồi. Đó. Cái lòng cua này nó sẽ chắc. Bữa nay cái nồi bún riêu này nhức nách luôn quý vị. Đó. Ăn chắc xỉu lạch bạch hết. Đó. Đó. Xỉu lạch bạch thôi đừng nha. Cái nồi bún riêu này bữa nay là nó sẽ ngon lắm đây. Đó. Bởi vậy coi chị Tiền nè. Chỉ liệu một bữa ăn 5 người ăn mà chỉ nấu cái nồi bún riêu nè. Đó. Bị đuổi phải không? Sài Gòn đuổi về. Nấu còn hơn người ta nấu tân gia, người ta đãi không biết ước lượng mà. Trước cái nồi bún riêu chà bá còn thêm 40 một thịt lộn mà có 5 người ăn. Mình sẽ cho vào trong nồi bún riêu luôn. Đó, đúng rồi, nãy giờ quên nói về cái chuyện. Đây, chính đó nè quý vị. Đẹp luôn. Trời ơi. Trứng nhiều nè, nó nổi lên nè. Đến gì vậy? Tới giờ em chín mới ra. Bệnh chị ơi. Chứ nhà đang mần về mà ngủ trưa là tao quánh chết. Chị điện em chín 5 cuốc mà em chín không bắt máy nha. Chị dễ. Em chín liệu hồn nghe. Chị dễ chứ gặp em mà em giận. Thôi em đâu. Ủa tóc chị đẹp quá. Có không? Đó. Sức chiều dưa hả? Đâu có. Cái bộ kết nấu không á. Trời ơi. Chị dần không? Ôi tóc mượt đã ghê không? Ủa rồi nó dài tới đây luôn. Vậy hả chị? Hái cắt chị bán phải không? Có hái đồ vô cái nhà nó cắn cái đầu xù lên. Rồi nên cắt bỏ bớt. Chính xác. Hái đồ vô cái nhà nó cắn. Đâu có sợ về chồng nóng chạy phụ thuộc. Trời ơi, ta đang nói chuyện vui vẻ vậy mà nói thầy con chó. Bả vậy. Bả đang nói mình mà nói thầy con chó hả? Ờ cũng có thể hai mình đang nói chuyện luôn nè quý vị. Ăn đi. Cái này là món ăn tráng miệng nè, nhưng mà bún riêu chưa chín nên người ta đòi ăn mất cái món tráng miệng trước. Cái này ăn ngồi chơi chứ tại sao ăn đi, mẹ nào muốn riêu chưa chín mà mày kêu ăn đi mày. Thôi cái này ăn ngồi chơi tráng miệng trước đi. Dạ. Cái không món ăn tráng miệng là tôi nói là nó sẽ ăn sau cái nồi bún riêu phải không chị? Được cho chị. Nhưng mà người ta mới tới. Người ta đòi ăn nước hồng rộng trước á. Cái nữa nè. Cái gì vậy? Người ta đòi ăn hồng chị được chưa? Được không? Nước ít quá ăn chảy nước dễ chứ. Đừng hết á. Chút xíu nữa đi Nhi. Rồi hết nước rồi. Người ta cũng đòi nước nồi linh lé mới chịu. Bốt gì đòi. Tôi không biết cái gì nha. Ê, không, không sao á, dân quê mình nào giờ mình ăn sao mình cứ làm vậy. Dở bên trong cho coi bên trong rồi đầy lại nó ăn chưa vậy. Đó, ăn nha. Dạ, chị ăn đi chị. Con sao xong chưa? Rồi, ngon à. Hết nồi được. Bởi vậy, mình nấu rồi, mình phải ngon thôi chứ không sao đâu. Trời ơi. Hết rồi, hết rồi. Chắc nhỉ. Thôi, lót thả đi. Có cái cần xạo không chắc hay nhỉ con gái. Hồi nãy ai nấu cái nồi này mà tôi thấy... nó bị ngót đi mấy cái khoanh giò heo vậy quý vị? Có ngót mấy nào vậy? Tôi thấy nó ngót nghe. Chị chín. Dạ. Em thấy là chị chín thì mị nhất ở đây mà không ngờ chị Tiền lại nói chị chín lụ đạn nhất. Dạ. Tại sao chị Tiền lại có thể nấu như chị vậy? Có bao giờ mà chị có lụ đạn đâu. Dạ. Hai cái lụ đạn chị để ở nhà rồi. À. Không tin nào vô trống kiểm tra coi. Dạ, vô trống nó nổ chết bà luôn. Ở đó kiểm tra. Thì chị không bao giờ chị đi mà dạ. Chị đem lũ đạn theo hết trơn. Vậy chị Tiền có đem không? Bông nguyên tử. Bông nguyên tử. Nó xoay tới né qua cho đâu biết. Bởi vậy nơ bún riêu riết mập không nổi luôn à. À cái này thôi. Trời ơi, ra vô luôn đi đâu biết ơi. Thơm quá chịu không nổi luôn. Xin không cho dỗ một bố đặng luôn ấy. Trời ơi, rồi luôn bác ơi. Bác lên ăn, bác cho ý kiến đầu biết Tiền coi. Nhất cái nách nè. Ủa nãy chị nhất rồi mà. Thả vô nữa hả? Trời ơi. Quá xá rồi. Cái gì? Chết tôi luôn. Trời ơi, con đó kìa. Ngon quá quý vị ơi. Con nói má 7 ngang nha. Con mới đi đây lại trường học con thăm con chứ con trời. Mà nó ngót mấy giờ heo. Nó ngót mấy khoanh giờ heo. Chị Thí đang sắc chả cua nha mấy bạn. Rất là ngon. Chưa? Đẹp chưa? Không. Cháo mà cũng không ăn nữa.
Còn lâu ăn chị. Rồi. Khoanh này là cho cho Như nè nha Như. Nghe hàng nè. Đâu bác? Cái đó nè. Để thịt sắc hay là để. Dạ. Con nói với bác trên đời này chỉ có mình bác là thương ôi, con như con ruột vậy đó bác. Trời ơi cho Như nè. Trời ơi. Nổi óc hết trơn luôn. Hấp dẫn chưa quý vị? Bỏ ngoài nhỏ thịt nè, đúng rồi. Em khổ thì chứ. Bỏ thịt bên kia nữa, lát lát vô. Đó. Mỗi lần em điệu là chị thấy chị nhìn em à. Như vậy nước miếng cưng, gom vô. Đó, trời ơi, cái tô này. Để gì cục bự gì đâu. Chết tôi. Không, vậy nó mới ngon đó. Chai tô dữ vậy. Hả? Tô bự quá. Quá trời nhiều bún. Dạ. Cái tô đó ngồi để cho chị Hiền đi. Chị ý kiến quá chừng đi. Chị Tiền. Chị này Tiền. Nè, cái mắm này. Vậy mà vui không Túc? Vui không Túc. Mùi ra. Thực phẩm người ta chích mà giật lông ca lông luôn. Bắt đầu đoạn hả? Mà gỗ vô bắt chưa? Không biết, thấy xa không, cực khổ không biết. Em thương chị là ở chỗ đó. Không có đang bán bình thường nhưng mà không có đăng. Vậy hả? Ừ. Vậy chị? Sao nè, ruốc này, mắm này mà ấy. Tiền ăn gì? Không giá. Đúng rồi. Không chịu nói. Này, kheo lại á, kheo còn kheo lạ. Khoan, xin lỗi quý vị. Rồi, xin mời quý vị nhập tiệc nha. Dạ. Dạ. À, sau đây mình xin phép giới thiệu từng thành viên trong căn bếp vui vẻ ngày hôm nay. Người thứ nhất là má của người ta, má của chị Quý. Cái người mà khuất sau má của chị Quý đó là chị gì? Chị Chính Lờ Đờ. Kế chị Chính Lờ Đờ là chị Tiền. Chị Tiền. Chị Chính chỉ không ngờ rằng cái người ngồi kế bên mình là chính là kẻ thù nguy hiểm nhất rồi. Đó. Kế tiếp là chị Thí mặc áo màu xanh lá cây nha các bạn. Nhìn là biết yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên. Còn cái chị mặc áo cam là chị Nhi. Rất thích ăn bún riêu. Nói cho nên là cái bộ đồ là hợp với cái trái gốc luôn. Đó, đây là chị Tú. Mấy bạn đã biết chị Tú rồi, đầu biết nha. Cái này ăn bún riêu này 3 kg cua hết luôn. Dạ. Ba kg mấy rồi. Bác biết lý do gì sao chị Tiền chỉ làm đầu bếp ở Sài Gòn mà bị đuổi về không? Sao? Chỉ làm sang quá nhà hàng người ta đuổi, người ta lỗ. Chị chứ gặp em nói bây giờ mày gọi nữa tao đập cái điện thoại tao mày tin không? Đó nó sợ nó không điện nữa. Đây vòng vòng mày quay vô tô tao đây ai cũng có thịt cô ấy hụn tô tao mới có vậy. Dạ. Chị tính kể lễ hàng sao? Trời ơi, cái tô chả bá mà chưa có người ăn là có ai vậy? Hả? Ồ, cái này sữa nhiều ai bú? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không biết có phải đây là con người thật không nữa. Mình là người miền Tây cho con chi con dùng mấy. Trời ơi, nói chuyện vậy mà người miền Tây đó hả? Dạ. Dạ, con xin. Cái này là cho con xin. Nào quý vị, để tôi cho quý vị xem cái tô của người ta. Đó. Người ta kể lễ quá mà coi cái tô của người ta nè. Đó. Người ta ăn xong người ta xỉu luôn. Đó. Trời ơi thì là nhức nách. Dạ. Quay lẹ đi để coi cái máy hư bây giờ. Miếng nhỏ nhỏ rồi. Rồi rewell tới rồi. Dạ dạ đúng rồi. Đó đó ha. Quý vị fan ruột của tôi không đó. Cái phong cách là tôi biết coi tôi rất là nhiều hí. Đó. Đó rất là ngon, rất là béo. Đó. Tiếp theo chị Tiền sẽ cắn một miếng huyết nữa quý vị cho cảm nhận nè. Đó. Tính lão fan giò heo mà. Cắn huyết thôi. Biết sao không quý vị? Đâu. Sao không? Tôi ghiềm bả lắm mà. Bây giờ tới lúc mà tôi để cái máy quay phim xuống là tôi chỉ kêu bả review quyết. Giá. Đậu hũ. Bà đừng có mơ mà cắn được miếng giò heo này với tôi. Hả? Đó bây giờ mời bạn đi. Dạ. Đây nè, tiếp theo. Tiếp theo nè, chị Tiền sẽ dựng cái giò vậy ăn theo phong cách của người miền Tây. Đó, đầu tiên chị sẽ cắn một miếng huyết. Chị Tiền, chị cắn miếng huyết đi chị. Đó.
ăn xong ăn xong tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện đó. Nhưng mà câu chuyện này, cái trường hợp này tôi đoán chắc chắn nó không bao giờ xảy ra ở đây, chỉ có đình ông mới xảy ra ở đây được. Dạ. Nói nãy giờ không cho bà cắn, bà thèm thấy mồ sao? Dạ. Dạ, nhưng mà em chưa có cho chị ăn cua. Tiếp theo á, chị Tiền sẽ review một miếng đậu hũ quý vị. Đó, cho xin miếng đậu hũ đi. Dạ, em biết, em thương chị yên tâm. Dạ. Vậy là chị không được thương rồi đó. Rồi. Quý vị ơi, tôi nhìn chị Tiền rất là thích ăn đậu hũ. Chị review một cắn một cái đó coi nè. Dạ. Tôi nhìn cái gió là tôi biết chị Tiền rất là thích ăn đậu hũ. Chị Tiền tiếp theo sẽ review một miếng đậu hũ nữa. Người ta lũ đạn chứ người ta ngồi làm hình nè. Nói chứ tha cho chị đi, tội nghiệp quá mà. Tiếp theo tôi sẽ dạ. Đây. Tiếp theo là chị Chính lờ đờ đi một cái giò. Cái giò đạp gì không? À, chị Chính à. Chị Chính. Chị Chính nói hay quá. Bây giờ em cho chị Chính review cái móng heo. Ê, dạ, chị nói hay quá à, chị nên review cái móng heo kìa. Tao cắn cái em coi cái móng heo kìa, cái móng con heo á, cái giò đó. Chị làm gì có móng? Cái giò con heo. Gấp cái móng. Gấp cái móng của chị Tiền mà hồi nãy chị nói con heo nó đi bằng cái móng đó. Của chị trong vòng của chị là chị thấy chị sao hết sức rồi. Là có hết sức rồi. Dạ. Không thể nào mà dạ. Mấy giờ vô tới tôi ai thì nó đi dạ. Thôi. Thấy không? Quý vị nhìn hồi nãy giờ là quý vị biết ai là người thích ăn bún riêu nhất. Không nói một tiếng nào luôn. Làm thinh. Dạ, đúng rồi, làm thinh. Nè nhìn cái tô nè cũng bự hơn người ta nữa chứ phải thường nè. Tôi zoom lên cho quý vị coi nè. Đó. Tôi zoom lên cho coi nè. Đó. Đó thấy chưa? Còn của chị Thí á, có bự bằng cũng sao. Nó không phải, tại chị Thí bữa cho em mấy cái quýt. Không sao, khỏi review đi chị. Còn chị nè. Hồi nãy giờ nó tập trung vô ra chủ kênh. Nó đâu có dám ăn cái tô bự. Hồi nãy giờ người ta nấu cực quá mà. Đi ngủ, nấu xong bước ra ăn cái tô bự người ta quýnh chết. Cắn đi chị, ngại ngùng gì. Nó không ăn được mà nó hao biết nhiều rồi. Má xuống. Dạ. Trời ơi, con chưa tới bác nghỉ rồi. Bác sợ đi. Cười cái phanh giò heo. Dạ. À, bây giờ chúc quý vị ngon miệng nha. Thiệt sự hồi nãy giờ tôi nói nhiều để tôi kiếm cớ tôi nuốt nước miếng chứ không có gì hết trơn á. Đó. Cặm cụi. Ăn ngon không chị Tú? Ừ. Dạ, giờ tới em. Kính chúc quý vị ngon miệng nha. Ăn chắc béo ngon lắm. Mới dạ. Vô ăn đi. Dạ đúng rồi đó. Chúc quý vị ngon miệng nha. Nói chứ hồi nãy giờ tụi mình nói chơi thôi. Còn chị Quý thì bữa nay chị bị bận nghe quý vị. Chị bị bận. Đó. Rồi bây giờ tới tôi nghe. Rồi bye bye, see you again tomorrow. Bye. Dạ, bye. Dạ. Đây là những chị mà rất là nhiệt tình, vui vẻ, chân chất, thật thà, chất phát, mang bản chất của người miền Tây. Trừ chị Chính lờ đờ nghe quý vị. Dạ. Chim nữa dạ bây giờ tới em. Bây giờ em ăn nha. Bye bye, see you again tomorrow.